thứ đã là thành vàng. Thân tôi mang kiếm phu không được tại gần bên nhau, nhưng đôi đua bóng meo vẫn mơ bên trời vẫn bay. Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ đòi tôi chăng, đang tay đôi đỉnh hầu đôi đầy bắt. Đôi chân rồi quen nhau ở phố xa vô bờ vô mãi. Bung ra đôi mắt ta phố xa vô lê mình gót. Đôi vào đôi mắt anh muốn chết với mà ôm mình gót. Nâng tựa là hai sinh niên đứng ngửi không ai tình hát. Câu fan hỏi chị Thảo và chị Thảo trả lời, chị có dự định mua ô tô không? Có dự định mua ô tô không? Không, chị chưa có tiền. Sochu đâu chị? Sochu đâu á? Sochu đang ngồi ở đây. Chị đi Hàn về rồi à? Chị đi Hàn về rồi, ừ đúng rồi, chị đi về khoảng tầm 3-4 ngày trước rồi. Chị mua iPhone 14 chưa? Chị mua iPhone 14 chưa? Chị đặt rồi nhưng mà chưa mua, chưa hàng chưa về. Chị có đi gặp chị Nhung không? Chị có đi gặp chị Nhung không á? Chắc là không đi được bởi vì phải đi làm. Chị có thích Blackpink không? Chị có thích Blackpink không á? Có chứ. Các công chúa nhà gãy để tóc búi. Tại vì anh thôi, yêu say mê nên đôi khi quá dài vờ. Nhắm mắt ở giờ anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Như trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy?
đông đi bên ai vâng hôm nay em lại số một giáo rồi trời ơi là giải chồng với cả con sao số tôi nó lại khổ thế này cơ chứ với nhau à lẩy nha tôi nói cho cô biết một là một mà hai là hai đừng có mà láo nhá lẩy thì láo rồi lẩy thì láo rồi ôi giải ơi lẩy nha trong cái nhà này cô là to nhất tôi là gì cô phải nghe nữa chứ Doraemon, Nobita, Sukka, Doremi, trai En, Seiko. Mà Seiko thì nghèo, mà trai En thì giàu. Còn Nobita luôn ăn hiếp bạn bè. Nobita thầm yêu Sukka, hai quả hồng tặng cho trai En. Nếu trai En bằng lòng lấy Nobita làm chồng, thì một năm sau Nobito chào đời. Câu hỏi em đã biết câu trả lời nhưng anh muốn chia tay em vẫn muốn hỏi Cuộc gọi nỗi tôi sao anh quên giọng nói